Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây là một cái laptop. Đúng rồi, đây là Asus ROG Zephyrus S. Nó có mức giá thị trường Việt Nam vào khoảng tầm hơn 50 triệu cho cái phiên bản option cấu hình với RTX 2060, Core i7-9750H và 16GB RAM, 512GB SSD NVMe. Vậy thì nó có cái gì? Nó ngon hay không? Và trải nghiệm thực tế nó có tốt hay là không? Thì đây sẽ là những cái chia sẻ của mình về cái laptop này sau vài ngày vừa qua mà mình sử dụng. Mình tin chắc là với cái con số tiền đưa ra vào khoảng tầm hơn 50 triệu như thế, thì mình tin là nhiều người sẽ không chỉ mua cái laptop này về chỉ để chơi game, mà họ còn cần phải làm việc. Và mình sẽ đánh giá dựa trên góc độ của mình là một thằng làm video, render video các thứ, và làm việc hàng ngày rất là nhiều với content, Word rồi rất nhiều những cái phần mềm khác. Cụ thể hơn thì mời các bạn xem kỹ hơn trong cái video ngày hôm nay nhé. Thế thì trước tiên đó mình cũng phải nói về vấn đề chơi game đã, tại vì nó là một trong những cái điểm cộng cũng như là một cái điều mà cái sản phẩm này hướng đến. ROG Republic of Gamer mà. Thì nó có gì? i7-9750H, 16GB RAM và RTX 2060 6GB. Thì rõ ràng đây là một cái cấu hình thực sự quá mạnh để anh em có thể chơi ngon được tất cả tựa game hiện tại ở cái độ phân giải đấy là Full HD của cái laptop này. Thì màn hình của chúng ta có kích thước là 15,6 inch, độ phân giải là Full HD và chúng ta có cái tần số quét là 240Hz, thời gian đáp ứng là 30ms, cũng như là cái tấm nền đấy là IPS, tức là cái thông số của nó tương tự với cả con Zephyrus M hôm rồi mình vừa mới chia sẻ. Thì cái cấu hình của con laptop này nó mới có thể khai thác hết được cái sức mạnh của cái màn hình với tần số quét là 240Hz. Trong một vài tựa game mình test thì đấy là với CSGO để high setting, chúng ta có thể dễ dàng đạt được cái mức FPS trên 200 ở độ phân giải Full HD này. Và rõ ràng với cái tần số quét cao như thế, với mức FPS ngon như thế, thêm cả Nvidia G-Sync, thế nên nó sẽ giúp cho các bạn có một trải nghiệm game tốt hơn, chơi hard game ổn hơn và bắn CSGO với những cái tựa game ví dụ như FPS kiểu dạng như thế trên cái màn hình này, trên cái laptop này nó cũng sướng hơn cực kỳ nhiều luôn. Đó, đây là một cái điểm cộng quá lớn của RTX 2060 và Core i7-9750H trên cái laptop này. Và điều quan trọng là với hệ thống tản nhiệt rất tốt của nó, đây, thiết kế theo kiểu dạng MQ, thì chúng ta lại có thêm một cái khoảng không gian phía dưới để chúng ta có thể hút gió được nhiều hơn. Thì đây cũng là một trong những cái điểm cộng về vấn đề thiết kế cũng như giúp cho cái máy này tản nhiệt một cách tốt hơn rất là nhiều. Và trong quá trình chơi các bạn có thể thấy nhiệt độ của CPU lúc nào chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 80 độ. Nhiệt độ của GPU trong những cái tựa game ăn GPU như là PUBG thì nó cũng chỉ tầm loanh quanh đâu đó 80 độ mà thôi. Thực sự là nhiệt độ quá tốt trong một cái thiết bị với thân hình mỏng gọn nhẹ như thế này. Nên rõ ràng với cái khả năng nó gọi là chơi game thì con Asus ROG Zephyrus S này nó không ngán bất cứ tựa game nào ở độ phân giải Full HD. Nên anh em có thể yên tâm về cái vấn đề trải nghiệm những tựa game xịn nhất, đỉnh nhất trên cái laptop này. Rồi, bây giờ quay sang đến vấn đề làm việc đi. Thì mình sẽ đánh giá một vài những vấn đề như sau. Một, đấy là về cái thiết kế cũng như là cái trọng lượng và kích thước của máy. Thì cái này nó là một cái laptop với hiệu năng cực kỳ cao, nó mạnh kinh khủng luôn, nhưng trọng lượng của nó chỉ vào khoảng tầm 2kg, giúp cho mình có thể dễ dàng mang đi mang lại trong những chuyến đi công tác, đeo vào ba lô hàng ngày cũng không quá nặng nề. Và thậm chí nếu như các bạn mà không có cái nhu cầu đó là phải gọi là try hard quá nhiều khi mình đi ra ngoài, làm những công việc nặng quá nhiều khi mình đi ra ngoài, thì chúng ta lại còn có cái lựa chọn với cục sạc chỉ là 65W để giúp các bạn cung cấp năng lượng cơ bản phục vụ cho những cái công việc nhẹ nhàng, văn phòng, Word, Excel, thậm chí chỉnh sửa ảnh Photoshop nhẹ nhàng cũng đều ok. Chỉ có điều là đừng có chơi game thôi thì nó là ổn luôn. Thì đấy là những cái option thêm để giúp các bạn có thể mang đi mang lại cái laptop này trong công việc hàng ngày một cách dễ dàng hơn. Và bên cạnh đó nó có một cái thiết kế mà mình đánh giá là ok đây. Thiết kế MQ đây nó sẽ nâng lên một khoảng phía bên dưới này để giúp các bạn có thể tản nhiệt cho máy tốt hơn. Thì đây đều là những cái thực sự rất hữu ích dành cho những công việc của các bạn yêu cầu phải liên tục hàng ngày, và cũng như giúp cho cái máy nó tản nhiệt một cách tốt hơn. Rồi, đến một cái thứ khác chính là cái bàn phím. Đó, bàn phím của máy có cái kích thước lớn, những cái phím này có kích thước rất là lớn, khoảng cách giữa các phím thì không thực sự quá tốt, thế nhưng mà nó lại cho một cái cảm giác gõ rất là ngon. Mình nghĩ là đến từ cái việc mà kích thước của từng phím đã quá lớn rồi, hàng chỉnh phím sâu, gõ có một cái cảm giác phản hồi rất là tốt, và thậm chí nó còn có cái đèn LED RGB của từng phím luôn để giúp các bạn có thể đồng bộ Aura Sync, hay chúng ta có thể custom màu mè, nhiều thứ nó thú vị hơn, vui vẻ hơn, và mọi thứ các bạn đều có thể tùy chỉnh được trong cái ứng dụng Armory Create, và thậm chí chúng ta còn có thể kích hoạt nhanh
cái ứng dụng đó bằng cái nút ROG ngay bên trên ở đây, giúp các bạn có thể tùy chỉnh được nhiều thứ hơn, thú vị hơn. Và ở đây các bạn cũng có một vài những cái phím function, ví dụ tăng giảm âm lượng này, tắt bật mic, hay là kích hoạt cái tính năng Armory Create. Nó cũng là một trong những cái option nho nhỏ để giúp các bạn có thể trải nghiệm cái máy tính này một cách tốt hơn. Loa ngoài cũng là một điểm cộng quá lớn trên con Zephyrus S này, bởi vì âm thanh nó rất to, dày, giàu chi tiết và âm bass kéo xuống rất là sâu. Thậm chí các bạn có thể thoải mái nghe nhạc, thưởng thức những bộ phim trên cái laptop này mà không cần phải quan tâm đến những cái loa di động ở bên ngoài. Nó là một cái điểm cộng mà bản thân mình đánh giá thực sự rất là ngon. Nói về trackpad này thì hơi phê bình một điều là nó không được phủ kính, nên là cái cảm giác vuốt của nó hơi bị rít rít nhẹ trong quá trình mà ví dụ tay các bạn ra mồ hôi chẳng hạn. Nhưng mà cơ bản là nó tracking khá là tốt, và bản thân mình đánh giá là nếu như trong một vài trường hợp các bạn có quên chuột chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể làm việc ổn được trên cái trackpad này. Ok, nó có khá đầy đủ những cổng kết nối, ví dụ như là bên cạnh phải là hai cổng USB A, một cổng USB C, bên cạnh trái là thêm một cổng USB A nữa, một cổng HDMI và thậm chí có luôn cả cái jack mạng LAN RJ45. Thế nhưng mà hơi đáng tiếc là nó không có cái khe cắm thẻ SD. Thế nên nếu như nhiều anh em mà muốn chỉnh sửa ảnh, edit video các thứ thì lưu ý là nhớ mang theo cái đầu độc thẻ nhé, chứ không nó cũng mệt đấy. Suy nghĩ phết đấy. Nói về pin của máy thì đương nhiên nó là dòng gamer, thế nên các bạn không thể nào đòi hỏi được cái thời lượng pin quá tốt. Thế nhưng nếu như chúng ta sử dụng những cái tác vụ nhẹ nhàng mà để chế độ silent bên trong cái Armory Create á, thì nó cũng đủ dùng cơ bản trong vòng một buổi làm việc của bạn, một buổi cà phê các thứ ấy. Thì nói chung cũng chấp nhận được thôi, không có điều gì để phàn nàn quá nhiều. Thế nhưng nó cũng có một vài những điểm trừ như sau mình chưa hài lòng cho lắm. Một đấy là cái quạt, cái vị trí tản nhiệt ra ấy, nó sẽ có ở hai bên. Điều này đồng nghĩa là nếu như các bạn mà cầm chuột bằng bên phải này mà chơi game trong một khoảng thời gian dài ấy, thì cái nhiệt độ từ cái máy này phả ra nó cũng sẽ khiến cho tay của bạn hơi khó chịu đi đôi chút. Thứ hai nữa chính là nó thiếu vắng đi cái webcam built-in sẵn. Tại vì mình biết là nhiều anh em mà có muốn làm stream ấy, thì luôn luôn sử dụng cái webcam bên ngoài rồi, nên là Asus đã cắt đi luôn. Nhưng đó cũng là một cái điểm hơi thiếu sót dành cho anh em, tại vì có méo mó nó vẫn hơn không, cái đấy phụ thuộc vào cách nghĩ của các bạn mà thôi. Hay là chúng ta thiếu vắng đi khe thẻ SD như mình vừa nói, rồi là cái thiết kế của máy tuy là nó đã mỏng rồi, tuy là nó đã nhẹ rồi tầm khoảng 2kg rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nó phải mỏng hơn tí nữa, nhẹ hơn tí nữa, bởi vì cái thiết kế MQ Design này thì mình nghĩ là nó cũng đã giúp cho cái máy tản nhiệt hơn rất là nhiều rồi. Mỏng được thêm tí nữa, nhẹ được thêm tí nữa thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và đó những chia sẻ và những cái đánh giá của mình về Asus ROG Zephyrus S. Nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc đấy là tại sao mình không nói về những cái phần mềm mà mình sử dụng, ví dụ như là Adobe Premiere, Adobe Photoshop. Thì rõ ràng với Core i7-9750H và GTX 1660 Ti trên con Zephyrus M, nó đã làm mọi thứ quá nhanh rồi. Thì con này nó chỉ có thể gọi là nó nhanh hơn mà thôi, nó nhanh chóng mặt hơn mà thôi. Nên anh em không cần phải đắn đo quá nhiều, dùng rất đã, rất sướng. Quan trọng những thứ khác như là thiết kế màn hình bàn phím thì mình mới cần truyền tải đến mà thôi. Và các bạn nghĩ sao về cái laptop này, về con Zephyrus S này, 50 triệu rồi có xứng đáng để các bạn bỏ tiền ra hay là không? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhá. Bản thân mình thì mình muốn lắm đấy, nhưng vợ ông cho các bạn ạ. Đó là câu chuyện buồn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video sau. Bye.